lại chút đơn lúc nửa đêm. Không hiểu sao mua cái con này luôn á, kiểu bị hiện tách hạt cô ve hay gì. Nhưng mà ở ngoài nó rất ghê luôn á, bóp cái hộp không có trồi ra chân chu như mình tưởng. Còn cái này thì có vẻ hữu ích hơn nè, dùng để dồn kem đánh răng lên trên đầu á, thấy có vẻ cũng dồn được kha khá, nhưng mà thua cái cách cuộn cái tuyếp lại nha. Còn hộp bông này nhận xong hơi bất ngờ, tại nghĩ nó cứng như cái vảy cá chứ không phải là mềm mềm như vậy. Gặp nước thì nó sẽ tan rất là nhanh và tạo thành dạng gel rửa tay, bọt cũng tạm tạm chứ không có nhiều. Cây bút này thì thấy để là 5 trong 1 nè, để đếm coi nha. Một đầu thì để viết không nói ha, giữa thân có cái đồ đo này không có biết tên, có cái vạch giống như thước, đằng sau thì có cái đầu cảm ứng nữa, 4 cái rồi. Còn cái thứ 5 là cái đầu ốc vít như vậy đây, bổ sung cây này cho bộ sưu tập nữa là thành bóp viết bản năng luôn á.